Siêu nhân ơi, mong anh giúp cho các bé nhà em có đồ ăn. Thật sự hôm nay các bé nhà em hết hết đồ ăn luôn rồi. Em cầu cứu anh, mong anh nhún chút thời gian qua giúp cho các bé em có đồ ăn để ăn cơm. Thật sự bữa nay là hết đồ ăn nha. Em cũng mong anh nhún chút thời gian qua giúp em cho các bé em có đồ ăn. Sửa soạn nấu cơm mà không có đồ ăn bây giờ. Thì còn con khô nè, còn con khô này hồi em nấu lấy ra nấu chia ra cho nó ăn đỡ, chứ thật sự là hết hết đồ ăn nè. Dạ em cũng quay cái clip này mong anh nhín thời gian giúp cho các bé em có đồ ăn, có gạo, có đồ ăn. Em cảm ơn anh siêu nhân rất nhiều. Dạ em là mái ấm của Út Tâm. Hôm nay là năm mới, em cũng chúc cô chú anh chị, và trước tiên em cũng gửi cái clip này đến các bé nhà em, gửi đến cô chú anh chị cũng như là cuối năm cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thương các bé em, cũng như là cho các bé em xin quà để ăn Tết. Chung thì em cũng không biết nói chuyện gì hơn, thì em chỉ nhà em thì trạm em thì giờ 81 bé đó, bên đây là mấy bé lớn. Thì cũng cuối năm rồi mà các bé nhà em không già thì cũng hết lương thực, hết đồ ăn. Thì hôm nay em làm cái clip này em gửi anh siêu nhân, mong anh siêu nhân giúp giùm em cho các bé có gạo, thức ăn để cho các bé ăn Tết. Dạ bên đây là mấy bé lớn nhà em, bên đây là chó lớn, nhỏ lớn thế là 81 bé. Dạ, hai bé này là hai bé Long An, hai bé Long An hôm nay, hai bé Long An nè, hai bé Long An bữa nay đám là con, hai bé Long An. Hai bé Long An bữa nay đẹp lắm cô chú ơi. Thì em năm nay là cũng mùng 1 Tết Tây rồi, thì em cũng có làm cái clip này, em cũng cầu cứu anh siêu nhân, anh siêu nhân giúp giùm em gửi đến các Mạnh Thường Quân, để các Mạnh Thường Quân thương yêu các bé em, cho các bé chút xíu quà để ăn Tết. Thì hết thấy là nhỏ lớn nữa là 81 bé, bên đây là mấy bé lớn. Thì hôm nay cũng hết đồ ăn, hết lương thực rồi, thì em cũng mong nhờ anh siêu nhân giúp giùm em clip lên cho cô chú xem, mà giúp cho các bé nhà em có quà để ăn Tết, có gạo, có thức ăn để ăn Tết, có hai bé Long An có quà để ăn Tết. Mấy bé nhà em ở đây là bé lớn, mấy cháu lớn cũng có một số bị viêm da, hôm nay cũng bị viêm da em. Cũng bị viêm da cũng mấy đứa luôn, mà em cũng chưa có tiền mà để mua thuốc mấy bé uống. Viêm da mười mấy đứa luôn, cũng chưa có tiền để mua thuốc cho mấy bé uống. Thì em cũng mong anh siêu nhân giúp đỡ giùm em đến cô chú Mạnh Thường Quân thương các bé nhà em, để thôi dạ cho các bé có quà để ăn Tết, như có thuốc cho mấy bé uống. Bên đây là mấy bé nhỏ, thì qua clip này em cũng mong cô chú Mạnh Thường Quân mà thương yêu
như các bé nhà em, giúp đỡ cho các bé nhà em có gạo với đồ ăn đấy anh. Cảm ơn. Thì em cũng cầu cứu anh siêu nhân, mong anh siêu nhân giúp giùm em. Giúp giùm em cho các bé nhà em có gạo và có thuốc uống. Nè, chào cô chú đi con. Chào cô chú đi. Chào cô chú xin gạo đi con. Chào mấy bé nhà em, có thể là lớn nhỏ, thấy là 81 bé. Tổng cộng hết rồi. Đây là hai bé Long An. Hai bé Long An. Dạ thì em cũng quay cái clip này em gửi anh siêu nhân, mong anh siêu nhân giúp giùm em cho các bé nhà em có gạo, có đồ ăn để cho các bé ăn Tết, cho các bé vui. Dạ em cũng cảm ơn anh siêu nhân. Dạ em gửi lời đến Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, thương các bé nhà em. Dạ dạ em xin cảm ơn. Dạ má ém của em là má Út Tâm. Dạ em cũng mong cô chú anh chị em mà thương các bé nhà em. Dạ, em xin cảm ơn.